tác trồng cây xanh thì tuy có phân công cho các phó chủ tịch trách từng lĩnh vực, tuy nhiên nói chung vẫn trực tiếp chỉ đạo tòa hoặc chỉ đạo. Trước hết là cái giai đoạn sau khi bị cáo làm chủ tịch ủy ban thành phố ấy, trước năm 2016 thì cái công tác trồng cây xanh trên địa bàn thành phố được thực hiện theo phương thức nào? Có phải là có đang duy trì công tác đấu thầu? Kính thưa hội đồng xét xử, khi mà tôi sang nhận chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố vào tháng 12 năm 2015 làm chủ tịch thành phố của nhiệm kỳ 2011-2016. Vào thời điểm đó thì có một số các cái gói thầu là duy tu duy trì và trồng và vườn hoa thảm cỏ cây xanh. Việc này tôi cũng đã giải thích rõ cái cơ quan điều tra là cây xanh ở đây là cây xanh trong mét vuông của cây cảnh, của vườn hoa cây cảnh, không phải cây xanh bóng mát của thành phố. Cái đó ở trong các cái tài liệu. Tóm lại là có cái việc người ta đang thành phố đang thực hiện cái công tác đó bằng hình thức đấu thầu hay hình thức khác hay không? Có cả hình thức đặt hàng. Thì trả lời là biết, nếu bị cáo không biết thì bị cáo trả lời là không biết. Thời điểm đó là thành phố đang thực hiện, đã có chủ trương vốn của năm 2016 được thành phố thông qua dưới hình thức là đặt hàng và đấu thầu. Có cả đặt hàng, có cả đấu thầu. Vâng. Và trong đó bao nhiêu gói thầu đang được thực hiện, cáo có biết không? Kính thưa đồng xét xử, tôi cũng đã nhận kết luận điều tra và tôi cũng đã nhận bản kết luận điều tra bổ sung. Ông có đang hỏi có bao nhiêu gói thầu, cáo có biết không? Bao nhiêu gói thầu? Có biết tôi, nếu không nhớ thì bảo là không nhớ. Thì theo như kết luận điều tra và cáo trạng thì nói là có 8 gói thầu mà đang thực hiện. Như vậy là có đúng không? Đúng là như vậy ạ. Tôi tôn trọng các cái số liệu ở trong cơ quan tố tụng tôi thật. Thì sau khi bị cáo nhận nhiệm vụ mới đúng không? Bị cáo có chỉ đạo cái việc dừng lại cái việc đấu thầu trong công tác trồng cây xanh từ cái địa bàn thành phố hay không? Toàn bộ các cái nội dung chủ tọa phiên tòa hỏi thì đã rất cụ thể trong thông báo 32. Tòa đang hỏi, bị cáo trả lời thì bị cáo trả lời, mà không trả lời mà câu hỏi này tôi không trả lời, sao cả? Có chỉ đạo thế không? Tôi có chỉ đạo trong thông báo 32. Thì thẩm quyền về việc đặt hàng hay là đấu thầu là thuộc thẩm quyền ủy ban. Tôi phê là kính gửi anh Toàn phó tỉnh, giao cho anh chủ trì cộng quyết định. Sau đó là tôi mở đóng ngoặc, tôi đồng ý. Có nghĩa là anh Toàn thay mặt tôi sẽ chủ trì phiên họp ủy ban, sau đó bỏ phiếu. Và thường thường phiên họp ủy ban thì là phải bỏ phiếu và tôi mở đóng ngoặc, ý của tôi, ý kiến của tôi là đồng ý thì được cộng thêm vào cái buổi họp đó, vì tôi không dự họp. Tóm lại là bị cáo đồng ý. Và cá nhân tôi đồng ý. Cá nhân bị cáo đồng ý. Vâng. Tôi chỉ có bị cáo mới giải thích được. Có anh Dục, giám đốc sở xây dựng ngồi đây. Tôi chỉ đạo xây dựng tiêu chí về việc đối với vườn hoa thảm cỏ cây xanh trong thảm cỏ mà của vườn hoa, chứ không phải xây dựng tiêu chí đối với cây xanh đô thị. Bị cáo nghe rõ này, tất cả các cái tờ trình ấy của liên sở thì đều nêu rõ, nêu rất rõ là trong đó có cả thảm cỏ, có cả cây xanh. Không chỉ có cây xanh như bị cáo giải thích là có thảm cỏ. Và bị cáo có đọc nguyên văn cái tờ trình của sở xây dựng không, về cái chuyển phương thức từ đặt hàng, từ đấu thầu sang đặt hàng không? Bị cáo có nghiên cứu cái này không, có đọc cái này không? Tôi xem kỹ cái tờ tham mưu và tôi phê trên cái tờ tham mưu của văn phòng. Đấy thì tòa, từ cái đấy thì tòa mới hỏi rằng là thế thì tại sao cái chủ trương của bị cáo lúc đầu thì tạm dừng tạm thời, thì sau đó thì yêu cầu các sở tham mưu là xây dựng tiêu chí đấu thầu, thế thì sau đó thì lại đồng ý theo phương thức đặt hàng. Thì bị cáo giải thích cái sự mâu thuẫn này là thế nào? Kính thưa chủ tọa phiên tòa, khi mà tôi sang chủ tịch thì cái ngân sách của thành phố giảm từ 42% xuống 35%. Giải thích cái đấy giảm mà không giảm. Tòa đang chỉ có cái nội dung từ mình đang đặt ra yêu cầu là phải tổ chức tốt. Cái lộ trình về Bùi Văn Mận thì theo hồ sơ phản ánh thì lúc đầu thì bị cáo cho rằng là bị cáo không biết Bùi Văn Mận. Nhưng sau đó thì bị cáo khai là bị cáo có biết và đã từng trồng cây cho bị cáo lúc cái thời bị cáo mà làm giám đốc công an thành phố, đúng không? Thế bị cáo có gọi điện cho Mận để về trồng cây không?
Tôi khẳng định là tôi không gọi danh mạng. Có đúng không? Bị cáo có được mận trồng cây ở nhà bố nẻ bố mẹ bị cáo không? Nhà đẻ bố mẹ bị cáo ấy. Ở gần trường học nhà bố mẹ đẻ bị cáo không? Việc đó mãi sau này đến năm 2020 tôi biết, còn thời điểm trồng tôi không biết. Thế các bị cáo và tòa vừa mới thông báo đấy, vào cái Tết năm 2017 ấy, thì có đến nhà bị cáo chúc Tết và nghe bị cáo chỉ đạo về công tác hay sai không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi nghĩ là nhà tôi đến nhà tôi nó không dễ như thế. Ừ, thì nếu mà không thì mình không có. Nếu không thì trả lời là không, không có. Không có. Không có. Không. Thế bị cáo có chỉ đạo Lê Văn Dục, ông Dục, rồi qua ông Dục thì ông Dục chỉ đạo để cho công ty sinh thái xanh được trồng cây không? Theo phương thức đặt hàng. Tôi không chỉ đạo anh Dục là cho công ty sinh thái xanh. Thế bị cáo giải thích tại sao trong cái tờ trình số 38 mà bị cáo phê là đồng ý cho trồng cây xanh với phương thức đặt hàng, thì trong đó sở xây dựng người ta cũng đề xuất luôn là cái công ty sinh thái xanh này là cái công ty được trồng cây, được đặt hàng của toàn thành phố. Phải giải thích ý thế nào, nếu mà không đúng chỉ đạo thì tại sao lại phê duyệt vậy? Kính thưa đồng xét xử, là tôi chỉ biết công ty sinh thái xanh của anh Mận là khi mà điều tra viên của cơ quan C03 lên thông báo cho tôi. Thì tòa đã, cái đấy tòa cũng hỏi, tòa đã hỏi là trong cái tờ trình mà bị cáo đã đồng ý chuyển từ hình thức đấu, từ phương thức đấu thầu sang phương thức đặt hàng, thì sở xây dựng đã đề xuất công ty sinh thái xanh là công ty sinh thái xanh là đơn vị được đặt hàng trồng cây rồi. Trong cái tờ trình thế. Không thì tiết tòa phải đọc nguyên văn không? Kính thưa chủ tọa phiên tòa, phương thức đặt hàng không trái với quy định pháp luật. Không trái thì tại sao bị cáo lại phải chỉ đạo là phải tổ chức đấu thầu? Xây dựng tiêu chí đấu thầu. Kính thưa hội đồng xét xử, khi sang nhận chủ tịch thì tôi rất muốn các lĩnh vực phải đấu thầu. Vấn đề câu hỏi của hội đồng xét xử đi dừng trình bày tòa sẽ để ở phần khác thì cả trình bày tại sao là nếu mà không sai không đúng thì mình cũ mà làm thì tại sao lại phải xây dựng cái tiêu chí để tổ chức đấu thầu mà thực tế thì các sở đã thực hiện cái công tác đấu thầu rồi. Vì các cái tiêu chí cũ nêu ra nó quá tốn kém. Không phải là các tiêu chí cũ mà bị cáo đã ra văn bản hay đã chỉ đạo văn phòng ra văn bản là phải xây dựng tiêu chí đấu thầu như bị cáo vẫn quay lại đặt hàng. Đây là chỉ đạo của bị cáo vì bị cáo là chủ tịch, nhưng bây giờ bị cáo cho rằng nhận thức của bị cáo cho rằng là cái phương thức đặt hàng đối với công tác trồng cây trên địa bàn thành phố có trái quy định, có trái với nghị định 33/130 cũng như cái quy định ở cái quyết định 77 của ủy ban thành phố. Nội dung này tôi đã trả lời rồi, trong điều tra tôi đề nghị tòa sử dụng tài liệu này. Tòa đang tòa đấy xét xử công khai các chứng cứ tài liệu có thể công khai tại phiên tòa và bị cáo chẳng có trả lời thì thôi. Kính thưa đồng xét xử, và trong thời gian vừa qua trên cả nước xảy ra rất nhiều vụ án đấu thầu nhưng họ vẫn nâng khống giá đúng như vụ án. Đúng là như thế, nhưng mà nếu không có cái chủ trương đấy, nếu không có chủ trương đấy, còn nếu mà bình thường là không có chủ trương là bình thường, những cái cáo có chủ trương này, mà nhất là đối với công ty sinh thái xanh.